sáp thủy, phải sẵn sàng mặc áo rộng mới có thành công. Không chỉ là người sáng lập, điều hành hệ sinh thái giáo dục eGroup gồm 60 trung tâm tiếng Anh, một loạt chuỗi trường song ngữ, ông Nguyễn Ngọc Thủy còn là nhà đầu tư nổi bật trong chương trình truyền hình thực tế Shark Tank Việt Nam. Ông Nguyễn Ngọc Thủy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị eGroup kiêm Chủ tịch Hội đồng Quản trị công ty APAC Holding trở thành cái tên được nhắc đến rất nhiều trong thời gian gần đây. Văn hóa khởi nghiệp. Xây dựng tinh thần khởi nghiệp là văn hóa doanh nghiệp. Ông Thủy đã đưa APAC Holding trở thành công ty đầu tiên và duy nhất kinh doanh về mảng giáo dục niêm yết trên sàn chứng khoán Việt Nam với vốn điều lệ 688,8 tỷ đồng. Thị trường dạy và học ngoại ngữ ở Việt Nam chưa lúc nào ngừng sôi động, nhưng ngay cả khi cơ hội thị trường rộng lớn, quyết định khởi nghiệp trong lĩnh vực này cũng không hề đơn giản. Chủ tịch eGroup chia sẻ kinh nghiệm. Ý tưởng nhiều nhưng có khả năng thực thi và đẩy nhanh quá trình hoàn thành mới là yếu tố quan trọng tạo nên sự thành công cũng như khác biệt. Và thành công không đến từ một người mà phải từ một đội nhóm. Mọi nhân viên của eGroup đều đang được xây dựng tinh thần khởi nghiệp với tâm thế sẵn sàng với sự thay đổi cũng như mặc những chiếc áo rộng hơn cơ thể để nhận và chịu trách nhiệm nhiều khó khăn, thử thách. Theo ông Thủy, nghĩa đen của văn hóa khởi nghiệp tại eGroup có thể hiểu là chia sẻ giá trị công ty tương lai thông qua cổ phiếu ưu đãi cho những nhân viên có cống hiến. Còn nghĩa bóng bao gồm tinh thần dám nghĩ, dám làm và ban lãnh đạo sẵn sàng trao quyền cho người trẻ có năng lực, hoài bão cũng như không đặt nặng vai vế để con thuyền đi về đích đúng tốc độ. Luôn là người tiên phong. Với 60 trung tâm APAC English hiện nay trên cả nước và dự kiến đạt mốc 100 trong năm nay, có những thời điểm 8 trung tâm được mở trong một tháng. Trong lĩnh vực khác, có thể là tốc độ bình thường, nhưng trong ngành giáo dục, đây là điều chưa từng có tiền lệ, ông Thủy chia sẻ. Phần lớn các trung tâm đang đào tạo tiếng Anh giống như ngoại ngữ, cũng như thực hiện mục tiêu hoàn thành các chứng chỉ quốc tế. Nhưng ở APAC, học viên sẽ được đào tạo, tiếp cận tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai, sử dụng tiếng Anh để học tư duy, học cách làm chủ trong thời đại mới. Năm 2015, ông Thủy thành lập APAC English với mong muốn việc học, trong đó có học ngoại ngữ, trở thành niềm đam mê, hứng thú thay vì bị học. Ông so sánh, nếu ngày trước việc học ngoại ngữ chỉ để thông dịch, hiểu và tự tin giao tiếp với người đối diện, thì ngày nay đó là phát triển năng lực tư duy. Khi tạo ra những môi trường cho người học được tắm mình trong tiếng Anh, thì ngay cả cô lao công hay chú bảo vệ cũng phải nói tiếng Anh, Chủ tịch eGroup nói. Ông Thủy cho rằng, một giáo viên đúng chuẩn không chỉ có nhiệm vụ và trách nhiệm giảng dạy mà còn là truyền cảm hứng cũng như một hình mẫu về hành vi, ứng xử và phong thái cho học sinh noi theo. Để đảm bảo sự đồng đều về chất lượng giảng dạy toàn chuỗi, APAC English dựa trên nền tảng 3T gồm textbook, giáo trình dạy được các chuyên gia Mỹ thiết kế dành riêng cho học viên châu Á, teacher, 100% giáo viên bản ngữ, và Technology, tất cả giáo trình đều được công nghệ hóa và tương tác với TV cảm ứng. Với nỗ lực không mệt mỏi, năm 2018, APAC English đã vinh dự nhận được hai giải thưởng danh giá. Giải Thương hiệu mạnh và Giải Sao Khuê 2018 thể hiện vị thế tiên phong dẫn đầu của mình. Theo Vietnamnet, Độc Đáo TV tổng hợp và đưa tin. Để lại ý kiến của mình bằng cách để lại comment ở phía dưới và subscribe cho kênh để theo dõi những video thú vị tiếp theo.